Hôm nay thì Vườn Lan Hà Nội lên một cái video thanh lý một số cái hàng cây. Thì nó không phải là xấu lỗi gì đâu, mà những cái cây này thì nó hơi bị hạn chế màu. Thế nên là em thanh lý giá rất là rẻ cho mọi người. Đó, gần như là giảm giá 30-40%. Thì đầu tiên này em giới thiệu đến mọi người là cái dòng hồ điệp giống nhé. Cây này em đang bán là 15.000. Đấy, hoa đại. Thì đây nó vẫn là cây đấy, nhưng mà nó hạn chế màu hơn nhé. Đấy, chất lượng cây vẫn y nguyên. Đấy, không hề lỗi, không hề bị gì hết. Về trồng rất là tốt. Đấy, nó là cái dòng hồ điệp giống. Đấy, cây xinh xinh như em cầm trên tay này, đảm bảo không lỗi. Đó, nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Hôm nay thì em giảm giá là 11.000 một cây nhé. Một cái giá mà nó quá là rẻ rồi. Đấy, quá là rẻ. Chỉ có 11.000 cho một cái cây như này thì cực kỳ ok. Đó, thì nó hạn chế màu bởi vì là những cái cây mà em cầm trên tay đây nó chỉ có 4 màu thôi. Đấy, nó có trắng, tím, hồng, vàng thôi. Đó, chỉ có 4 màu thôi nhé. Đây, em còn một ít em thanh lý nốt thôi. Chỗ này chắc có khoảng 100 cây gì đấy. Giá là 11.000 một cây nhé. Đấy, cây vẫn rất là đẹp, xinh xắn như em cầm ở trên tay đây. Mọi người trồng ấy thì thường Tết là cái loại này nó sẽ cho ra hoa bói nhé. Đấy, Tết là cho ra hoa bói. Có thể là tùy khí hậu mỗi nơi ấy, thì những cái có những vùng thì hoa nó ra thường là sau Tết. Đấy, có những cái vùng thì nó sẽ ra là đúng Tết. Đó, hồ điệp đại giống 11.000 một cây. Tiếp đến có một cái mặt hàng nữa em thanh lý mà đến Tết các bác có thể chơi hoa được, đó là dòng đen rô ra ra. Đây, một cái chậu bụi rất là to như thế này. Đấy, thậm chí có những cái cây này nó lại đang có cả ngồng đây. Đấy, chậu này thì em trồng lâu năm rồi nhưng mà không thay sang những cái chậu lớn hơn, thế là nó cây nó cũng phát triển, nó có độ hạn chế. Còn cây này thì tuyệt đối rất là già dặn rồi. Đấy, những cái mầm cũ của năm ngoái này. Cây rất là tốt nhá, hoàn toàn là thân tơ hết. Đó, đẹp tuyệt vời. Đây, một bụi này rất là nhiều thân tơ này. Đó, chậu này em thanh lý là 30.000 một chậu nhá. 30.000 một chậu, coi như là hẳn một bụi rồi. Giá nó rẻ bèo. Một bụi như này về các bác trồng thì năm sau nó to lắm. Thay sang chậu to nó năm sau nó cực kỳ to luôn. 30.000 một cái chậu đen rô ra ra nhé. Đen rô ra ra thường nó chỉ có hai màu thôi, là cái màu hồng với cả màu trắng chớp. 30.000 một chậu nhé. Và số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106. Đấy, những cái chậu 30.000 nó sẽ đạt chất lượng tương đối như chậu này này. Đó, các bác gọi điện hoặc là nhắn qua Zalo cho em số bên dưới cũng đều được nhé. Đấy, chậu 30.000 đây, chất lượng như này. Đấy, có những chậu xấu hơn thì đợi lúc nào đẹp thì em bán. Rồi, em chào mọi người nhé.